Do thời tiết không mấy thuận lợi, mùa cá cơm trên các bãi biển Vũng Tàu 2023 đến trễ hơn mọi năm, lượng cá cũng không nhiều như mọi năm. Từ 5 giờ sáng, những bạn lưới này đã có mặt trên biển để đón đàn cá cơm gần bờ. Sau chừng 2 giờ đồng hồ, mọi người bắt đầu thu lưới. Và thành quả lao động là hơn một tạ cá cơm tươi rói rói, thân lấp lánh ánh bạc trong tia nắng sớm. Tùy theo biển, giả sử như trúng thì được mấy tạ, còn ít thì mấy chục, mà tạ mấy hai tạ cũng có. Mùa cá cơm trên bãi biển Vũng Tàu thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10 âm lịch hàng năm. Theo những bạn lưới làm nghề lâu năm, thời tiết không thuận lợi cùng với nguồn thủy sản cũng dần cạn kiệt. Mùa cá cơm cũng dần ngắn lại, chỉ sổ vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch. Với sản lượng không còn dồi dào như trước. Năm nay thấp hơn mỗi năm. Miếng giá mà bữa này bữa nọ chứ đâu có gì đâu, vậy bình thường. Nay hơn vậy chứ mai có không chừng, nói cũng vô chừng lắm. Mùa cá cơm diễn ra trước mùa chướng của biển, nên ngư dân có thể đánh bắt gần bờ, mang đến niềm vui cho những ngư dân khó khăn, không có điều kiện ra khơi xa. Hoạt động này cũng tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Vũng Tàu, khi du khách có thể hòa vào hoạt động chài lưới ven biển và thưởng thức món cá cơm vừa bắt từ biển lên, còn nguyên vị biển.